Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai liên quan đến cái mối ngoại giao giữa Ả Rập Saudi và Canada càng ngày càng trở nên căng thẳng và leo thang. Sau khi mà thưa quý vị tin cho biết là Ả Rập Saudi đã cáo buộc Canada đã can thiệp vào cái vấn đề mà Ả Rập Saudi đã bắt giữ một số những nhà đấu tranh cho nữ quyền ở tại đây. Ngày hôm nay tin cho biết Ả Rập Saudi đã hủy bỏ một cái chương trình gọi là cho người dân của Ả Rập sang Canada để điều trị và họ dự định là rút lui hết về nước của họ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, Ả Rập Saudi đã bắt giữ hai nhân vật nữ quyền và tranh đấu cho nữ quyền. Đây là hai người nữ. Hai người này thì sau khi bị bắt giữ đã được Canada can thiệp yêu cầu thả ra. Ả Rập Saudi cho rằng Canada đã can thiệp vào nội tình chính trị của Ả Rập Saudi. Họ cắt đứt liên lạc ngoại giao, rút đại sứ về nước, đuổi đại sứ Canada trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Canada, rời khỏi Ả Rập Saudi và đồng thời rút tất cả sinh viên đang đi học ở tại Canada về nước. Hôm nay họ ra lệnh bắt tất cả các bệnh nhân ở Canada của người Ả Rập Saudi phải đi một cái nước khác để điều trị hoặc là phải trở về lại Ả Rập Saudi. Thì đó là tin mới nhất về việc này. Hoa Kỳ đã đứng trung lập ở giữa cuộc tranh chấp giữa Ả Rập và Canada. Tuy rằng Hoa Kỳ đưa ra một bản thông cáo nói rằng Hoa Kỳ cũng quan tâm về chuyện này, nhưng mà Hoa Kỳ không muốn can thiệp vào nội tình của Ả Rập Saudi. Và trong cuộc đấu tranh giữa Ả Rập Saudi và Canada thì Hoa Kỳ bảo rằng cả hai bên đều là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ không có ý kiến. Thưa quý vị, quay sang chiến sự ở tại bên Syria, tin cho biết là chiến sự này có thể sẽ lan đến thành phố Idlib. Đây là một cái nơi mà hiện đang có đến 700.000 dân chúng của Syria đang cư ngụ tại thành phố này. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, 700.000 người dân này có thể sẽ phải bị ly tán sau khi mà những người dân ở đây đa số đều là những cái người đã được di tản từ các khu vực khác. Trước kia thì thưa quý vị, chiến sự ở tại Syria gồm có những cuộc tranh đấu ở giữa những thành phần nội dậy và chính phủ của ông Assad. Chính phủ ông Assad lúc gần đây, năm gần đây, nhờ sự giúp sức của người Nga, người Thổ và người Iran đã lấy lại được nhiều nơi và gần như lấy lại được toàn bộ của nước Syria. Họ đã đuổi lui được quân nội dậy ra khỏi vùng mảng đông Ghouta gần thủ đô Damascus. Họ đã đuổi lui quân nội dậy ra khỏi vùng Tây Nam sát biên giới của Jordan và biên giới của Israel. Và tại hai vùng này thì những người nội dậy đã cùng với gia đình được họ cho phép lên xe buýt để rời về thành phố Idlib. Và giờ đây đa số quân nội dậy đang cư ngụ tại thành phố Idlib cũng như thành phố Aleppo. Và Liên Hợp Quốc nghĩ rằng là Idlib và Aleppo rồi đây sẽ bị ông Assad tiến đấu để mà lấy lại vùng này. Thì đây cũng là một trong những cái tin rất là mới. Và Liên Hợp Quốc đang dự trù rằng ít nhất 700.000 người sẽ phải ly tán nếu ông Assad mở ra cuộc chiến ở tại nơi đây. Đây là những vùng giảm chiến, tức là những vùng mà quân nội dậy được quyền ở mà không bị tấn công. Tuy nhiên ông Assad bất chấp lệnh giảm chiến đã tấn công ở Đông Ghouta, cũng quanh thủ đô Damascus, cũng như đã tấn công ở vùng Tây Nam. Và chắc chắn ông sẽ tấn công Idlib trong ngày mai. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến tiểu bang New Mexico. Tin cho biết là cái cuộc tìm kiếm tung tích của một em bé 3 tuổi bị thất lạc đã dẫn đến vấn đề mà giới chức ở đây đã tìm thấy 11 trẻ em bị hất hủi, bị bỏ rơi, bị nghèo đói trong một cái trang trại ở tiểu bang này. Và ngày hôm nay thì họ lại tìm thấy xác của một trẻ em trong một cái trang trại hẻo lánh tại tiểu bang Mexico mà họ nghi là của đứa bé 3 tuổi bị thất lạc. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, tại một tiểu bang khác gần tiểu bang New Mexico đã có một người đàn ông nuôi một cái trẻ em 3 tuổi. Trẻ em này bị dị tật và rất là khó để mà săn sóc. Đột nhiên trẻ em này và người đàn ông mất tích. Người ta điều tra được là người đàn ông này đang sống ở trong cái trang trại mà quý vị đang thấy ở trên truyền hình nói trên. Đây là một trang trại hẻo lánh nằm gần miền thùy New Mexico với một cái tiểu bang lân cận. Và vì vậy cho nên họ đã tới bố ráp cái trang trại này. Sau khi bố ráp, họ tìm ra được người đàn ông nói trên, tức là bố của em bé, nhưng mà em bé thì không tìm thấy. Và đồng thời họ cũng tìm thấy một người đàn ông khác
cùng với là ba phụ nữ. Ba phụ nữ này là mẹ của 11 em trai khác, 11 em cả trai lẫn gái, mà thưa quý vị, từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi đều bị giam ở trong một cái căn phòng rất là nhỏ mà nằm chôn ngầm ở dưới mặt đất, và rất trong điều kiện ăn uống thiếu thốn, cho nên tất cả đều gầy gò và dơ bẩn. Đây là một cái trang trại hết sức là dơ dáy, và họ vẫn chưa tìm ra được em bé nói trên. Tuy nhiên, gần đây nhất, trong khi họ khám phá, họ đã tìm thấy hai cốt của một em bé, nhưng mà họ chưa có dạng nghiệm tử thi, thành ra không biết rằng em bé đó có phải là em bé bị mất tích hay là không. Những người phụ nữ mà bị bắt ở trong trại này là ba người phụ nữ. Người ta nghĩ rằng ba người này là mẹ của 11 em nói trên, và hiện một phụ nữ trong đó thì hiện nay đang có thai, và hai người đàn ông thì đã bị bắt. Tuy nhiên, ba phụ nữ được thả ra và hai người đàn ông thì hiện nay đang được chờ để đưa ra tòa. Cảnh sát nói rằng họ đang lục soát khu vực này, và đồng thời người chủ của trang trại nói trên nói rằng đây là một trang trại cho thuê, và nhóm người này đã thuê cái trang trại đó của ông rồi trong mấy năm gần đây. Và năm cuối cùng, tức là năm vừa qua, thì ông đã tìm cách đuổi họ đi bởi vì họ sống quá dơ bẩn, nhưng mà vẫn không được. Tòa án và cảnh sát đã không có cho phép vì nhiều lý do khác nhau mà ông không nói được. Và vì vậy cho nên cái đám người này hiện nay rất là lộng hành. Tuy nhiên, cái việc bắt giữ đây thì có thể đã trang trại ông sẽ được lấy lại một cách dễ dàng hơn, thưa quý vị. Tin kế tiếp liên quan đến Nhật Bản, thưa quý vị, tin cho biết là một cơn bão khá là mạnh đang có thể là đe dọa thủ đô Tokyo của Nhật Bản, và tin cho biết là người dân tại đây đang chuẩn bị để đối phó. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang chờ một cái cơn bão đưa đến. Cơn bão này lớn và tuy rằng chỉ có cường độ số 2 thôi, nhưng mà nó sẽ đi ngang qua thủ đô Tokyo, vì vậy sẽ có mưa to và nhiều dông bão gây ra nhiều hậu quả khác. Đây là một cơn bão có tên San San, tức là tên của người Trung Hoa, một em bé Trung Hoa. Tokyo và vùng phụ cận sẽ phải chịu nhiều cơn mưa lớn lên đến 14 inches trong vòng 24 giờ kể từ trưa hôm nay, với gió giật lên đến 111 dặm anh một giờ. Và đây là những cái khu vực mà người ta nghĩ rằng là đang sẽ chịu một cái tai hại nặng nề do nước dâng lên, bởi vì mưa quá nhiều và mưa lâu, và cơn bão này đi rất chậm, cho nên người ta dự trù là cơn lụt sẽ kéo dài trong vòng nhiều ngày. Tuy vậy, cái vùng mảng đông của Nhật Bản là cái vùng mà trước đây đã có lụt rất lớn vào hôm tháng 7, tức là chỉ hơn một tháng trước đây, thì hoàn toàn lại không bị trận bão này chi phối, cho nên đó là một điều rất là may mắn. Và đồng thời thì thưa quý vị, tháng trước đây thì người ta đã thấy Tokyo cũng như những nơi khác ở Nhật Bản thời tiết rất là nóng nực. Tuy nhiên, cái trận mưa bão này hy vọng rằng là ngoài vấn đề đem lại tai hại do mưa lụt, nhưng mà cũng làm cho thời tiết dịu đi ở trong vùng này. Bản tin kế tiếp liên quan đến hãng sản xuất xe hơi chạy bằng điện của Hoa Kỳ Tesla. Thưa quý vị, tin cho biết là cái người sáng lập viên ra công ty này, đó là anh Elon Musk, đang dự định là sẽ bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua lại cổ phần chứng khoán và để trở thành một công ty tư nhân. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến việc này. Thưa quý vị, ông Elon Musk là một nhà tỷ phú có rất là nhiều dự định mà không ai có thể biết trước được và có thể đoán được, cũng như rằng là ông có thể làm được hay không, như là dự ông là có từng dự định xây một làm chủ một cái công ty xe hơi mà chạy bằng pin ắc quy, tức là xe hơi điện Tesla. Ông đã từng làm chủ một công ty hàng không không gian tư nhân, đó là thưa quý vị, SpaceX, và giờ này ông muốn hãng Tesla trở thành ra tư nhân. Muốn vậy thì ông phải bỏ tiền ra mua toàn bộ stock của cái công ty này, và giá hiện nay ông được dự định bỏ ra là $420 một xe, và tất cả những cái xe mà Tesla đang có lên tới $72 tỷ. Chắc chắn ông sẽ không có đủ $72 tỷ để ông sẽ phải cộng tác với nhiều người nữa để có thể trở thành ra một công ty Tesla, thành một công ty tư nhân. Giá Tesla hiện nay là chỉ có $379.57 một xe mà thôi. Ông dự định mua đến con số $420 một xe, thì đó là tin mới nhất về việc này. Và thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến Trung Cộng và vấn đề của Iran và Hoa Kỳ. Tin cho biết là mặc dù Hoa Kỳ đang áp đặt lệnh cấm vận lên Iran, tuy nhiên Trung Cộng cho biết họ vẫn tiếp tục buôn bán với Iran bất chấp cái lệnh cấm vận này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã ký với Iran một cái thỏa ước về kêu là cấm vận, bãi bỏ lệnh cấm vận và để cho Iran được tự do buôn bán.
thỏa ước này được ký giữa 5-6 cường quốc Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ và Iran năm 2015. Tháng 5 vừa rồi, 2018, Hoa Kỳ đã rút tên ra khỏi thỏa ước nói trên, và hiện nay họ ngày hôm qua họ đã áp đặt lên một lệnh cấm vận kinh tế lên Iran. Hoa Kỳ nói rằng ai buôn bán với Iran thì họ sẽ không cho buôn bán với Hoa Kỳ. Năm quốc gia còn lại ngoại trừ Hoa Kỳ đều nói rằng họ tiếp tục tuân thủ cái hiệp ước đã ký với Iran, trong đó có người Trung Hoa. Và chính quyền Trung Hoa thì hôm nay đưa thêm một thông cáo nữa, nói rằng là họ vẫn tiếp tục buôn bán với người Iran bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Thì như vậy Hoa Kỳ có thể sẽ phải trả đũa trong việc buôn bán với người Trung Hoa. Hiện nay Hoa Kỳ đang cấm vận người Trung Hoa vì cái lý do người Trung Hoa ăn cắp bản quyền trí tuệ của Hoa Kỳ bằng cách buộc các công ty Hoa Kỳ phải nộp những cái bản quyền trí tuệ liên quan đến các công ty mà họ đang làm việc tại Trung Hoa để mà ăn cắp bản quyền này. Nhưng mà Trung Hoa vẫn chưa trả lời lệnh cấm vận nói trên, cũng như là lệnh chiến tranh mậu dịch. Và vì vậy cho nên cái cuộc chiến hiện nay rất là khó giải quyết ở giữa Trung Hoa với Hoa Kỳ, và bây giờ đây liên quan đến Iran. Iran là một cái nước mà xuất cạn dầu thô cũng vào bậc nhất nhì vào Trung Hoa, và Trung Hoa nếu không mua dầu thô của Iran thì có thể sẽ phải mua dầu thô nước khác, nhưng mà Trung Hoa thì thế lực rất mạnh cho nên họ có thể vẫn sẽ mua dầu thô của Iran. Và Hoa Kỳ sẽ áp đảo như thế nào với người Trung Hoa trong cuộc chiến này thì đó là một điều mà người ta đang cố gắng tìm hiểu và đoán xem tự rằng là đường đi nước bước của Hoa Kỳ trong lần sắp tới này sẽ như thế nào. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác liên quan đến Tổng Trump của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tin cho biết Tổng thống Trump sẽ host, tức là chủ trì cho một cái cuộc ăn cơm, một cái buổi họp thì đúng hơn, và ăn cơm tối ở tại cái khách sạn ở New Jersey của ông. Người tham dự sẽ là những nhân vật rất là quan trọng, chủ nhân của những cái công ty lớn của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, nhằm biết được các cái tư tưởng cũng như các cái ý định cũng như các cái hành động của các đại công ty Hoa Kỳ. Ông Trump là một thương gia và ông quen biết với các đại công ty của Hoa Kỳ, với các nhà chủ nhân. Ông đã có một cái nơi nghỉ mát, một cái resort ở New Jersey và một cái sân golf nữa ở đại New Jersey. Vì vậy ông đã tổ chức buổi cơm tối hôm qua ở ngay tại nơi đây. Trong buổi cơm tối đó có rất là nhiều người là các đại công ty, ví dụ như là các tổng giám đốc của công ty xe hơi Fiat Chrysler, công ty Boeing, công ty FedEx, công ty Honeywell, công ty Bia Boston, cũng như những công ty khác, hãng Continental, hãng giấy, nói chung là những đại công ty của Hoa Kỳ đều tham dự buổi tiệc tối hôm qua. Mục đích của buổi tiệc là ông Trump chào mừng các người này và ông muốn biết rằng là ý định của họ trong tương lai và đối với các cái thành quả kinh tế của ông hiện nay cũng như chính sách kinh tế hiện nay của ông mà đang thi hành và đang áp dụng cho đất nước Hoa Kỳ này. Thì dĩ nhiên hiện nay thì kinh tế đang phát triển một cách tốt đẹp là cũng nhờ cái sự phát triển mạnh mẽ của các đại công ty sau khi ông Trump miễn và giảm thuế một số lớn, rất thuế lớn cho các đại công ty nói trên. Thì đó là cái hiện tình kinh tế Hoa Kỳ hiện nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới mới nhất chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị. Sau đây là tin liên quan đến Việt Nam cũng như phần tin liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Vì tin Việt Nam, trước tiên một bản tin cho biết là ngành công an của Cộng sản Việt Nam sẽ cải tổ hệ thống điều hành. Một bản tin khác cho biết là ở tại Quảng Bình thì thưa quý vị, đưa trâu bò ra ngoài đồng ruộng để mà ăn cỏ đó thì cũng phải đóng tiền lệ phí. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến hai vụ này. Thưa quý vị, bản tin thứ nhất cho thấy rằng là Công an Việt Nam hiện nay đang bị áp lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà cải tổ hệ thống điều hành. Hệ thống công an là một hệ thống rất là chồng chéo và người ta bổ nhiệm rất là nhiều người chỉ cốt để làm giàu cho nhau và để vì những quyền lợi của nhau. Do đó họ đã lập nên rất là nhiều tổng cục ngoài bộ, trong bộ công an, ngoài các cái chức vụ cao cấp nhất rồi còn có thêm 6 tổng cục, rồi 6 tổng cục đó có những cục bên dưới nữa, nói chung là rất là nhiều người. Vì vậy cho nên theo ý kiến hiện nay, bởi vì ngân sách thiếu hụt và công an đã có nhiều quyền, ông Nguyễn Phú Trọng muốn bớt quyền của công an. Vì vậy cho nên ông đã ra lệnh cải tổ và Bộ Công an ngày hôm qua, chiều ngày 7 tháng 8 đã ra một thông cáo trong một phiên họp nói rằng họ đang hủy bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và giảm đi 300 đơn vị cấp phòng.
Trong khi đó tại các tỉnh huyện họ giảm 500 đơn vị cấp phòng ở huyện và gần 1.000 đơn vị cấp đội ở huyện, và họ sẽ đưa công an đã giải tán này về tới tầng xã và ấp để có thể cai trị được dân chúng dễ dàng hơn. Thì đó là dự định của họ, và họ sẽ làm cái việc này để giảm bớt cái sự công cần của bộ máy công an. Thì đây cũng là một trong những cái áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng đặt mạnh lên ngành công an. Không hiểu ngành công an mặc dù chấp thuận nhưng mà họ sẽ chống đối ngầm như thế nào thì không ai được biết về chuyện này. Bản tin kể từ Việt Nam cho hay rằng là sau khi các cái tỉnh khác, một số tỉnh tại Việt Nam như là Thanh Hóa đã đưa ra một cái luật kêu là đem bò, trâu bò ra đồng ăn cỏ thì phải trả tiền lệ phí. Nhưng mà luật đó đã bị dân chúng phản đối và sau đó chính phủ ra lệnh Thanh Hóa bác bỏ. Thì sau Thanh Hóa bây giờ đây, thưa quý vị, tới Quảng Ninh và tới Quảng Bình thì hai nơi này đã bắt đầu đưa ra cái luật tương tự Thanh Hóa, nghĩa là trâu bò ra đồng ăn cỏ thì phải trả tiền. Và đồng thời thì xe cộ máy cày ở trong làng, đi trên đường làng để ra cày cấy cũng phải trả tiền nữa. Thì đó là những cái chuyện rất là tréo ngoe xảy ra ở các xã và ấp và các cái thành phố, nghĩa là bất chấp lệnh của Trung ương, họ muốn làm sao chỗ làm, chỉ có dân nghèo là thua thiệt mà thôi, thưa quý vị. Này giống đi trên tô bút phải không? Xe bò đi trên đường làng mà cũng phải trả tiền. Thưa quý vị, trong khi đó về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì phóng viên của VTV đã ghi nhận một số những cái sự kiện liên quan đến những cái buổi picnic. Trong mùa hè sắp hết rồi, các em học sinh đang chuẩn bị trở lại trường học, thành ra là những cái hội đoàn của cộng đồng Việt Nam chúng ta khắp nơi đang đi vào những cái buổi picnic cuối cùng của mùa hè. Ở tại, thưa quý vị, Đông Bắc của Hoa Kỳ thì Hội Thân Hữu Quảng Đà, miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi picnic hè với tên gọi là Picnic Mì Quảng vào ngày Chủ nhật 5/8/2018 ở tại Upon Hill Park, thành phố Arlington, Virginia. Mọi người đến đây đã có những cái chương trình rất là vui như là văn nghệ cây nhà lá vườn và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Trong khi đó thì thưa quý vị, Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịt Đốn cũng đã có một cái chương trình picnic cũng rất là vui nhộn. Như thông lệ hàng năm thì hội đã tổ chức picnic hè vào ngày Chủ nhật 5/8 ở tại Lake Fairfax Park, thành phố Ruston, Virginia. Buổi picnic này cũng được kết thúc vào khoảng 2:30 chiều cùng ngày. Và đã có những cái buổi chia tay rất là bình định và hẹn gặp lại trong những cái chương trình picnic của mùa hè năm sau. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với phần cơ bộ Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Đài Việt TV Network. Xin kính chào.